Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đó là mình tour căn nhà này của Sidley Homes, cái này là model home nằm ở Georgetown ha. Thì căn nhà này đó là một lầu, có khoảng 2.600 square feet. Bắt đầu mình đi vào trong ha. Căn này nó đại khái là căn nhà mẫu, nhưng mà trong tương lai thì cái chỗ này nó sẽ được xây thành một cái car garage, hai car garage để đậu xe. Thì khi mà mới bước vào căn nhà này thì Lina rất là thích, là bởi vì nó có một cái phòng giống như là một cái guest room đó, nằm bên tay phải. Thì nếu mà mình là có khách du lịch từ xa tới thăm viếng mình thì ở trong đây là một cái restroom ha, và ở trong đây có một cái phòng ngủ riêng biệt, trong đó có cửa sổ, rồi đây là có một cái sink để rửa, giống như một cái suite như vậy đó các bạn. Thì cái nhà này rất là tiện cho mình có bạn bè ở phía xa, họ tới họ visit thì họ ở rất là riêng biệt, vì trong đây nó có một cái full bath as well để cho những người đó đi tắm rửa đồ này nọ. Oh wow, khi mà bước vào một cái không gian này đó là thật là sự là làm cho mình cảm thấy là giống như một cái khu mà để relax ha, một cái resort như vậy. Đây là một cái landing area của căn nhà này, thì ở ngoài outdoor, nhưng mà thật sự nó là phần của cái front yard ha. Thì nó có cái entertainment area ở outdoor, có một cái fireplace và có những cái chỗ ngồi để relax. Ok, bước vào căn nhà này nha. Bên tay phải là một cái office, một cái văn phòng office. Rất nhiều cửa sổ, mình có thể nhìn ra cái outdoor entertainment. Và đây là một cái half bath ha. Và sau đó vào một cái phòng gia đình, sinh hoạt của gia đình. Ở đó có một cái lò sưởi gọi là fireplace. Và có cửa sổ đi ra ngoài patio. Đây là cái nhà bếp. Có cái island bàn ăn. Và cái pantry nó nằm ở đây để đồ đạc và double oven. Trở lại với cái outdoor entertainment area này, thì ở bên đây ha là cái cổng hồi nãy mình đi vào đó, thì bên tay phải đó là một cái guest room ha. Thì ở bên đây đó là cái outdoor entertainment, có cái fireplace và decoration cũng dễ thương giống như cái resort vậy. Bây giờ thì mình sẽ đi vào căn nhà bên trong. Đây là phòng ăn ha, và nhìn ra ngoài rất là lịch sự và thoáng mát, có nhiều ánh sáng rất là đẹp. Ceiling cũng rất là dễ thương ha. Tủ lạnh, và vào đây là một cái căn nhà bếp. Và cái island này mình có thể set up ngồi ăn uống trong gia đình ở đây cũng được. Và sau đó quay lại một cái family room. Thì bước vào đây đó là căn master bedroom trước khi mình ra ngoài cái patio ha các bạn. Cái patio này cũng rất là dễ thương, ceiling cũng rất là cao và họ làm gỗ, mấy quạt trên đó rất là ấm cúng ha. Rồi đó là ra outdoor. Thì khi vào trong đây, đây là cái patio đi ra bên ngoài ha, có slide door mà glass luôn, thì để cho mình đi ra ngoài. Ở ngoài sau này thì họ xây một cái lò barbecue ha, lò nướng. Và căn vườn ở đằng sau thì cũng rất là gọn gàng và xinh xắn và cũng dễ thương. Bedroom cũng có rất là nhiều cửa sổ. Đây là cái master suite ha. Rồi, quá rộng luôn. Một cái sink ở bên đây, một cái bồn tắm đứng ở bên đây, và một cái toilet nằm ở đây, và sau đó thêm một cái sink nữa nằm ở hướng bên đây. Và đi thẳng vào đây á, là cái shower không có door, nó gọi là doorless shower. Ok. Và sau đó là một cái big closet. Look at this, this is favorite. Căn này, phòng này là phòng favorite của tất cả những người phụ nữ của mình nha. Đó, thì rất là rộng và ánh sáng, và có tủ ngăn nắp để giày để bóp và tất cả vân vân và vân vân. Ok, bây giờ mình ra khỏi cái căn phòng master bedroom này thì trở lại check out cái phòng ngủ ha. Hồi nãy là mình có một trong cái phòng ngủ master bedroom, còn đây là một cái phòng ngủ thứ hai
Vào đây, các bạn hãy nhìn xem nha. Cái phòng ngủ đây, cái closet đó, và cộng thêm một cái full bath, bồn tắm nằm ở đây. Và nhìn hay nhất là cái view từ cái phòng ngủ ra ngoài cái patio. Rất là đẹp. Đây là từ phòng ngủ mình nhìn ra ha, với một cái patio. Vậy thôi, mình tới đây chắc cũng xin end cái clip ở đây ha. Thì nói chung là nhà ở đây rất là đẹp. Thì giá ở đây thì chắc cũng khoảng là 700 ngàn thôi. Vừa đất cái vừa nhà xây lên giống y hệt như căn nhà mẫu này. Ngoài trừ ra là những cái furniture hay là decoration là tự mình phải làm theo cái ý thích của mình thôi. Đại khái là cho các bạn biết căn nhà ở Georgetown ha. Đã được xây như thế này thì nó cũng giống những nơi là Cali hay là ở Florida, chứ cũng không khác gì hết. Thì theo cái giá tiền nhà mình mua với lại cái cảm hứng là mình thích cái loại thể loại nhà như thế nào thì ở đây thì cũng được có nhiều lựa chọn cho mình hơn. Vậy thôi, xin kính chào các bạn nha. Hẹn gặp Vuesit video sau nha. Ok, bye.